Con ngồi khắp chốn này tối mê cầu được trí trí ban toàn. Dạ Nam Mô Bụt Thầy, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sân Khai, dạ con kính đảnh lễ ngài Tuệ Siêu đã quang lâm vào la, vào râm. Dạ con hôm nay con thỉnh pháp sư được gặp ngài. Dạ bạch ngài, con xin dâng mic lại kính ngài thuyết giảng bài học hôm nay để cho chúng con được nghe. Dạ con kính dâng mic lên ngài. Hy vọng trong cái giờ thuyết giảng thân tịnh đạo không có gặp trục trặc. Để chúng ta nghe được bài học. Nam mô Bụt Thầy gia. Nam mô Tham Ma gia, Nam mô Sang Khai gia. Kính lễ Phật, kính lễ Pháp, kính lễ Tăng. Kính chào Thưa Tôn Đức và thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Hôm nay chúng ta tiếp tục học phần Duyên Sinh là mảnh đất cho tuệ. Trong phần Duyên Sinh học tiếp, chúng ta học về cái mệnh đề thức duy danh sắc, hay là do duyên thức mà có danh sắc. Quy nhà nam bách chì gia nam bà rô phẩm sâm thâu quả tí. Ở đây khi mà giảng cái lý thông thường cho người chưa có học về vì diệu pháp thì chúng ta nói thức duy danh sắc ở đây là vì có quả thức tục sinh, nên mới có cái thân danh và sắc. Còn khi mà chúng ta học vì pháp rồi thì chúng ta nên biết trong mệnh đề thức duy danh sắc, thì thức ở đây là thức của quả hiệp thế, còn danh nam á ở đây là ba danh quẩn: thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, đồng sanh với thức quẩn quả. Chúng ta nhớ cái điểm này, bởi vì không thể nào thức mà nó hiện khởi độc lập mà không có thọ quẩn, tưởng quẩn và hành quẩn. Như chúng ta đã biết thì trong một sát na tâm, thí dụ như sát na tâm tái tục, sát na tục sinh đó, trong đó thức quẩn được nối là hành duyên thức, là tâm quả thức tục sinh. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn nó đồng sanh với thức quẩn, đồng diệt với thức quẩn, đồng biết cảnh với thức quẩn, đồng lương sắc vật với thức quẩn.
Do đó vào cái sát na tục sinh thì thức có mặt, nó sẽ làm trợ duyên, trợ duyên cho thọ quẩn, tưởng quẩn, hình quẩn, thức quẩn bằng cách là đồng sinh duyên hay là câu sinh duyên, tương ưng duyên, hỗ tương duyên. Ngoài thức quẩn mà trợ duyên cho ba chân quẩn thì nó còn thức quẩn quả đó, nó còn trợ duyên cho sắc, sắc quẩn. Sắc ở đây là sắc nghiệp tục sinh, bồn nhãn, bồn nhĩ, bồn tỷ, bồn thiệt, bồn thân, bồn nữ tính, bồn nam tính, bồn y vật, bồn mạng quyền. Nhưng mà cái sắc tục sinh ở trong cõi dục của chúng ta đó, mà cái loài noãn sanh với thai sanh đó, thì sắc ở đây chỉ là bọn thần kinh thân, bọn sắc tính, bọn sắc y vật thôi. Còn đối với các loài hóa sanh thì mới có đủ 8 bọn, 8 bọn sắc nghiệp tục sinh. Còn bây giờ chúng ta nói đến quả thức thời Bình Nhật á, nếu kể thêm sắc thời Bình Nhật, sắc nghiệp Bình Nhật và sắc tâm quả, nhưng sắc thời Bình Nhật do quả, do thức quả làm duyên chỉ là phần phụ. Phần chính ở đây là sắc nghiệp tục sinh, patisanti kamacharupa. Đó là khởi đầu của kiếp sống, thức duyên cho danh sắc. Còn bây giờ nói về sự diễn biến danh sắc trong thời tái tục, chúng ta cũng nên nói thêm thời tái tục của chúng sanh khỏi hữu tưởng, có thức quẩn quả tái tục trợ cho ba danh quẩn đồng sanh, gọi là thức duyên danh. Thời tái tục của chúng sanh khỏi ngũ quẩn, có hiện khởi của các bọn sắc nghiệp. Thì tùy sanh loại và sanh hữu mà có nhiều hay ít bọn sắc nghiệp tục sinh, gọi là thức duyên nhiều sắc. Thức duyên sắc trong trường hợp này nếu mà trợ cho thức đó, mà trợ cho sắc nghiệp tái tục y vật đó, thì nó trợ bằng cách là câu sinh, đồng sinh duyên. Nó trợ bằng cách là hữu duyên, mặc dù thức duyên cho sắc á, sắc nghiệp tái tục thì nó không thể là, không thể là tương duyên được, bởi vì danh và sắc nó không có tương ưng với nhau. Cái này thì nó có nhiều vấn đề. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu các bọn sắc nghiệp tục sinh hiện khởi trong thời tái tục tùy sinh loại và sanh hữu là thế nào. Ở trong Thanh Tịnh Đạo giải thích rất chi tiết ở trong cái vấn đề này. Có 4 sanh loại gọi là unit, tức là noãn sanh, thai sanh, thấp sanh và hóa sanh. Có 2 sanh hữu là ngũ ngũ quẩn hữu, tức là sanh hữu dục giới và sanh hữu sắc giới.
sanh hữu dục giới có đủ bốn sanh loại. Còn sanh hữu sắc giới, tức là cái cõi phạm thiên sắc giới chỉ có loài quá sanh thôi, tức là các vị phạm thiên quá sanh. Ở cõi dục giới, loại noãn sanh và thai sanh, lúc tái tục có ba bọn sắc nghiệp là bọn thân, bọn giới tính và bọn ý vật. Còn cõi dục giới quá sanh, thời tái tục có đủ tám bộ sắc nghiệp như bọn nhãn, bọn nhĩ, bọn tỷ, bọn thiệt, bọn thân, bọn giới tính, nam hoặc nữ, bọn ý vật và bọn ngoại nguyền. Riêng cái loại thấp sanh vào tục sinh, vào lúc tục sinh có thức tánh và có giác quan đã trưởng thành, nên cũng kể như đủ sắc nghiệp tục sinh. Thứ hai là cõi sắc giới hữu tưởng, các phạm thiên chỉ là quá sanh, nên có đủ sắc nghiệp theo sanh hữu, gọi là đủ sắc nghiệp theo sanh hữu, là vì các phạm thiên do mãnh lực thiền không có ái cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và giới tính, do đó gọi là đủ sắc nghiệp chỉ có bốn bọn là bọn nhãn, bọn nhĩ, bọn y vật và bọn mạng viền thôi. Còn nói đến của sắc giới vô tưởng là loại quá sanh, nhưng vì không có tâm thức nên lúc tục sinh chỉ có một bộ sắc nghiệp mạng quyền hiện khởi. Như vậy cần phải hiểu vấn đề thức duyên danh sắc là đối với cõi ngũ quẩn. Còn đối với cõi tứ quẩn, tức là cõi ngũ sắc đó, thì chỉ là thức duyên danh. Riêng về nhất quẩn hữu, tức là cõi ngũ tưởng, thì chỉ là thức duyên sắc. Nhưng thức ấy lại là nghiệp thức căm mát, quyên nhà năng, chứ không phải là quả thức quý ba các quyên nhà năng. Bởi chúng sinh vô tưởng không có tục sinh bằng tâm. Cái này thì cần phải nói rõ hơn một chút để các Phật tử chúng ta hiểu cái vấn đề thức duyên danh sắc. Ở đây cái cuộc luân hồi của chúng sinh đó, đương nhiên hành là nghiệp, nghiệp thức. Nếu mà cõi ngũ quẩn, tức là cõi có đủ sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hình quẩn, thức quẩn đó, thì lúc tục sinh thức duyên cho danh, duyên cho sắc đủ. Nhưng mà nếu là cõi vô tưởng thì thức duyên cho sắc thôi, nhưng mà thức đó là lấy phần nghiệp thức chứ không phải là quả thức. Bởi vì khi một vị đã đắc ngũ thiền sắc giới thì cái tâm ngũ thiện thiện đó nó trở thành nghiệp thức, vị đó mới chú nguyện, ước nguyện rằng đời sau không có tâm, chỉ có sắc thôi. Cho nên vị đó tái sanh về cõi cõi vô tưởng là có sắc mạng quyền, thì tái sanh về cõi đó do đời đi cũng kể như là thức duyên sắc, là nghiệp thức trợ cho cái sắc nghiệp tái tục của ngũ quẩn. Đơn giản là như vậy, chứ không phải qua cái giai đoạn mà nghiệp thức duyên cho quả thức, tức là hành duyên cho thức, rồi thức quả thức đó mới duyên cho sắc nghiệp tái tục
và ba dinh quẩn tế tục. Còn riêng về vị phạm thiên cõi trời vô sắc giới, cõi phạm thiên vô sắc ấy, thì đó không có sắc pháp. Do đó có tâm tái tục. Cái tâm tái tục này gọi là thức, thức quẩn tái tục. Thì thức tái tục này nó duyên cho danh, chỉ duyên cho danh thôi, tức là duyên cho thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn. Chúng ta phải hiểu cách tóm tắt gì. Bây giờ ở trong thanh tịnh đạo, khi mà đề cập đến thức duyên cho danh, ngài Khô Sát Pháp không có, không phải chỉ nói một cách đơn thuần như vậy làm cho chúng ta khó nhận ra, mà ngài còn nói về phương thức trợ duyên. Trước hết, thức duyên cho danh nhị thuộc quả trong thời tế tục hay trong thời bình nhật đều trợ bằng chính duyên, là câu sinh duyên, hổ tương duyên, câu sinh y duyên, nhị thuộc quả duyên, danh vật thực duyên, câu sinh quyền duyên, tư ưng duyên, câu sinh hiện hữu duyên, câu sinh bất ly duyên. Giải cái này trước. Vì thức quẩn, thức được nói trong câu thức duyên danh sắc, thức duyên cho danh. Danh ở đây là ba quẩn sở hữu. Thì thức, thức quẩn nó duyên cho thọ quẩn, tưởng quẩn và hành quẩn bằng cách câu sinh duyên, có nghĩa là cùng đồng sanh với nhau trong một sát na, cho nên gọi câu sinh duyên. Thức quẩn này một trợ ba, ba trợ một, hai trợ hai. Thức quẩn này nó trợ cho thọ tưởng hành quẩn bằng cách là hữu tương duyên, tức là giúp qua giúp lại với nhau. Gọi câu sinh y duyên là vì thức quẩn quả này nó trợ cho thọ quẩn quả, tưởng quẩn quả, hành quẩn quả đồng sanh, và đồng thời nó là cái chỗ nương cho danh, cho danh quẩn. Vì thức tái tục đó là giống quả, cho nên nó trợ cho ba danh quẩn kia gọi là dị thuộc quả duyên, gọi là danh vật thực duyên. Vì thức quẩn quả nó thuộc về thực, thức thực ở đây tức là một trong tứ thực. Thức thực là chỉ cho tâm hay là chỉ cho thức quẩn, nó trợ cho ba sẵn kia bằng cách là như là một món ăn, một cái chất bồi dưỡng cho ba quẩn kia, gọi là danh vật thực duyên. Thức quẩn quả, thức duyên danh sắc, thức này là tâm, cho nên gọi là ý quyền, bởi vậy mới có câu sanh quyền duyên. Thức duyên cho danh, thức và thức quẩn và ba danh quẩn kia đều là danh pháp, cho nên danh pháp với danh pháp nó tương ưng với nhau, gọi là tương duyên. Gọi là trợ bằng cách câu sanh hiện hữu duyên, câu sanh bất ly duyên, có nghĩa là thức quẩn quả nó đồng sanh với thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn. Năng và sở đồng có mặt
cho nên người có sanh hiểu. Và vì rằng đồng có mặt cho nên có nghĩa là không có vắng mặt, không có đề nhau. Hiện hữu có nghĩa là bất ly. Đó là chúng ta nói về thức duyên cho danh. Còn bây giờ thức duyên cho sắc ý vật tiếp tục á. Bằng chính cách là câu sinh duyên, hữu tương duyên, câu sinh lý duyên, dị thuộc quả duyên, danh vật thực duyên, câu sinh quyền duyên, câu sinh bất tương duyên, câu sinh hiện hữu duyên, câu sinh bất ly duyên. Thì giữa cái sắc y vật với giữa cái thức tái tục, sắc y vật tái tục, nó có cái sự gắn kết với nhau một cách chặt chẽ hơn là sắc nghiệp tái tục khác. Thức duy cho sắc tái tục ngoài sắc vật, tức là nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật, vân vân, thì chỉ bằng tám cách, trừ ra một duyên là hữu tương duyên. Lại nữa, đối với chúng sinh vô tưởng sanh nhãn sắc tánh thì sắc nghiệp nặng quyền hiện khởi, sắc ấy cũng kể như do thức làm duyên, nhưng thức này là nghiệp thức trong đời trước, trước nữa, trong đời trước chứ không phải là ngay trong lúc mà tục sinh. Lúc tục sinh không có, không có thức, vì nó vô tưởng mà. Cái này gọi là nghiệp thức cầm mắt quy nha năng ở quá khứ. Nghiệp thức làm duyên cho sắc, nghiệp cõi vô tưởng bằng một duyên là thường cận nghi duyên. Cái gì nó có cái sức ảnh hưởng thì cái đó chúng ta gọi là trở một cách thường cận nghi duyên. Mặt khác, chúng ta nên biết rằng là tất cả thức bình nhật kể từ cái tâm hữu tiếp nối cái tâm tái tục, thì cái thức bình nhật đó làm duyên trợ cho danh sắc bình nhật bằng cái duyên tương ứng để nói rõ trong cái bộ Bát Thanh Á, bộ vị trí của tạng vi diệu pháp. Thì ở đây thưa quý vị, trong cái phần duyên hệ chúng ta đã học từ lâu rồi, chắc có lẽ giờ này các học viên chúng ta cũng đã quên, hoặc là có một số học viên mới vào trong rừng Pháp Cú Kinh, cho nên chúng ta không có từng được học về duyên hệ, vì giờ pháp duyên hệ, cho nên bây giờ nói đến cái chỗ này thì chúng ta hơi khó hiểu một chút. Còn đối với Phật tử mà có học vi diệu pháp rồi đó thì hiểu, nhưng mà chúng ta khó nhớ một chút. Nhưng mà về cái vấn đề thức duyên cho danh sắc á, thì cái vấn đề nói một cách chung chung là như thế này. Cái cuộc luân hồi của chúng ta cái gì nó cũng phải có cái sự trợ duyên của pháp khác mà nó sinh ra pháp này.
Ở trong quá khứ chúng ta đã tạo nên hành là do vô minh nó thúc đẩy, cho nên chúng ta tạo ra nghiệp hành là nghiệp bất thiện gọi là phi phúc hành, nghiệp thiện dùng giới thì sức giới gọi là phúc hành, nghiệp vô sắc giới, nghiệp thiện vô sắc giới gọi là bất đồng hành. Vì do cái nghiệp hành đó đó nó mới tạo ra cái tướng tái sanh gọi là bất thiết sanh thí quy nhà năng. Và cái thức tái sanh này là thức quẩn quả, nó sẽ trở duyên. Nếu như cõi nào mà có đủ danh sắc thì nó sẽ trợ cho danh và sắc, còn nếu cõi nào như cõi Phật thì vô sắc, không có sắc pháp, không có sắc quẩn, chỉ có danh quẩn thôi, thì thức tục sinh nó duyên cho danh, duyên cho danh. Còn nếu như cái cõi vô tưởng có sắc nhưng mà không có tâm, thì như vậy cái nghiệp thức là nghiệp vũ thiền ở trong quá khứ, nó sẽ trợ tạo ra sắc quẩn, tức là sắc nghiệp tái tục cho vị phạm thiên cõi vô sắc hay cõi vô tưởng. Đại khái là gì? Cái thời gian cũng còn nhiều, chúng ta sẽ học thêm một mệnh đề nữa. Và mệnh đề này cũng dễ chứ không khó. Đó là mệnh đề danh sắc duy cho lục nhập. Hay là do duyên danh sắc có lục nhập, namaru papacchaya sala yatanam sampavati. Thì ở đây chúng ta phải hiểu hai từ trong vấn đề này. Chữ danh sắc ở đây đó lại là ba danh quẩn tương ưng với thức quẩn quả hiện thế. Ba danh quẩn đó là thọ quẩn, quẩn hành quẩn, và sắc ở đây là sắc nghiệp. Chúng ta gọi danh sắc là như vậy đó. Bây giờ chúng ta nói đến cái thuật ngữ lục nhập. Chữ lục nhập sala yatanam tức là chỉ cho sáu nội xứ achak tika ayatana, tức là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, vị xứ. Cái chữ ayatana chữ ajatana ở đây tùy theo chỗ xài dịch được hai từ, dịch là nhập. Hồi đó giờ chúng ta quen, chúng ta xài ở trong 10 thập nhị nhân duyên đó, thì chúng ta nói danh sắc duy lục nhập chứ không có nói đến danh sắc duy cho lục xứ. Còn bình thường khi mà chúng ta đề cập đến chữ ajatana thì chúng ta nói là xứ, thí dụ như ngũ quẩn, thập nhị xứ, thập bát giới, vân vân. Thì như vậy chúng ta xài thêm được cái chữ xứ nữa, thì có sáu nội xứ gọi achatika chát achatika yatanam.
Thì ở trong Vi Diệu Pháp, nhãn nhập hay nhãn xứ là chỉ cho sắc thần kinh nhãn, nhĩ nhập hay nhĩ xứ là chỉ sắc thần kinh nhĩ, tỷ nhập hay tỷ xứ là sắc thần kinh tỷ, thiệt nhập hay thiệt xứ là sắc thần kinh thiệt, thân nhập hay thân xứ là sắc thần kinh thân, ý nhập hay ý xứ trong duyên sinh, lý tiêu biểu là thức quẩn quả hiệp thế. Chớ kỳ thật thì thông thường chúng ta nói ý xứ hay ý nhập là phải chỉ cho tất cả 121 tâm, chứ không có lấy riêng về 19 tâm quả tiếp tục đâu, 19 quả thức tiếp tục. Nhưng mà ở đây ý nhập là chúng ta phải hiểu, phải lấy luôn cả gì, chỉ lấy chỉ hạn chế trong đó thôi, để dễ nhận biết cái mệnh đề duyên sinh này. Thì chúng ta phân ra ba trường hợp: danh làm duyên, sắc làm duyên, và danh sắc làm duyên. Bây giờ trường hợp thứ nhất, danh làm duyên. Thì danh ở đây là ba danh quẩn, là ba quẩn tâm sở trợ cho ý nhập, tức là thức quẩn quả hiệp thế. Nói chung chung bằng bảy duyên là câu sinh duyên, hổ tương duyên, câu sinh y duyên, dị thuộc quả duyên, tương duyên, câu sinh hữu hổ duyên, câu sinh bất ly duyên. Nếu danh là ba nhân vô ký, vô tham, vô sân, vô si, thì trợ cho ý nhập là quả hiệp thế, hữu nhân, thì nó trợ bằng cái tám duyên, là bảy duyên cộng thêm nhân duyên nữa. Thì tôi có cho giá. Thật ra đó thì học cái này với thưa quý vị, học thì phải học cho đủ, nói thì phải nói cho hết. Thế chúng tôi biết rằng khi mà trình bày như thế này, các Phật tử học viên chúng ta nghe xong sẽ không hiểu và sẽ không nhớ, không thuộc. Nhưng mà bây giờ chúng ta cứ học đi, cứ nghe đi, cho đến một lúc nào đó mà quý vị có nghiên cứu về thanh tịnh đạo trong cái phần này, thì quý vị xem lại, quý vị có thể hiểu được. Trở lại vấn đề, chúng ta nói khía cạnh khác, nếu danh là hành quẩn xúc trợ cho ý nhập, thì trợ bằng tám duyên, bảy duyên chung và thêm danh bậc thực duyên. Cái này phân ra các Phật tử chúng ta sẽ, bởi vì trong cái thức, trong cái danh sắc duyên cho lục nhập, danh sắc duyên cho ý nhập, thì danh ở đây là có thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn. Mà hành quẩn này nó có sở hữu xúc, gọi là xúc thực, cho nên nó thêm một cái danh bậc thực duyên nữa. Nếu danh là hành quẩn tư, Chetana đó,
trợ trí nhập là tâm quả thực thế, thì trợ bằng chính duyên là bảy duyên chung, có danh vật thiệt duyên và có sinh nghiệp duyên nữa. Ấy cái này thì thưa quý vị, nếu một quý vị nghe không hiểu cũng ráng hiểu là tại sao. Tại quý vị cũng nên nghĩ đến thương cái công của sư ngồi sư viết, sư soạn chi tiết một thời giờ, nếu mà họ còn bỏ qua thì ngủ. Cho nên quý vị phải chịu khó lắng nghe chút xíu. Nếu danh hành quẩn là tầm tứ hỷ mà trợ cho ý nhập đó, là tâm quả hiệp thế, thì nó trợ bằng tám duyên là bảy duyên chung, thêm cái thiền na duyên nữa. Mỗi một vấn đề đưa ra nó rắc rối thêm nữa quý vị. Nhưng mà nếu như chúng ta có duyên bỏ hết những cái thế tục, những cái tư tưởng thế tục, và chúng ta chuyên tâm mà nghiên cứu về Phật pháp, nhất là thắng pháp Abhidhamma, thì khi mà chúng ta học đến đây đó, nghe đến đâu là chúng ta sáng đến đó, cái trí tuệ chúng ta sẽ biến nhạy dữ đó. Rất tiếc là không biết làm sao mà sẽ chia sẻ cho quý vị cái trí tuệ để mà quý vị hiểu được cái vi diệu pháp cho nó nhanh chóng trong bảy duyên này, trong cái nhân duyên này. Tại sao hành quẩn tầm tứ hỷ lại trợ cho ý nhập là nó thêm thì na duyên? Là bởi thưa quý vị, thiền na nó có bảy chi thiền: tầm, tứ, hỷ, lạc, định, ưu và xả. Cho nên tầm tứ hỷ thì nó trợ bằng cách là nó làm chi thiền nữa. Dạ, tốt quá. Chúng ta cứ nghe hoài vậy. Hồi xưa quý vị biết rằng là 500 vị tỳ kheo đệ tử của ngài, của tôn giả Sariputta, ở trong đời quá khứ là 500 con dơi ở trong một cái hang động. Mỗi ngày nghe hai vị tỳ kheo ngủ ở trong hang động á, hai vị tỳ kheo cứ tụng đọc thuyết vi diệu pháp, nghe riết rồi cái cũng quen tai. Đến nỗi rồi sau này 500 con dơi đó, trong thời Đức Phật hiện tại thì 500 vị tỳ kheo và có duyên lành vừa nghe ngài Xá Lợi Phất ngài lãnh hội vi diệu pháp từ nơi Đức Phật, rồi ở tại bờ hồ Anuttara về thuyết giảng lại 500 vị tỳ kheo này, nghe xong là lãnh hội hết vi diệu pháp và chứng quả A La Hán. Đó là 500 con dơi mà nhờ có nghe vi diệu pháp, nghe hoài nó quen. Sự thật ra thưa quý vị, nếu mà bản thân chúng tôi đó, bọn nhỏ lớn mà chúng tôi không có chịu mày mò, không có chịu nghe, không có chịu học vi diệu pháp, thì chắc có lẽ bây giờ thì chúng tôi cũng chịu bó tay với cái tập thanh tịnh đạo của ngài Bố Thí Khô Xá rồi. Nhưng cũng may mắn là vì xuất gia từ nhỏ, đi vào là học vi diệu pháp, học với Hòa Thượng Giác Chánh, dở lòng, rồi sau đó học
đến cao còn cấp hơn thì học với Hòa Thượng Tịnh Sự. Rồi chúng tôi phải dịch soạn, rồi phải đi dạy suốt cả ngày, ngày này qua ngày kia, tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm khác, cứ bao nhiêu cái từ ngữ ví dụ pháp cũng như cái lý lẽ nó cứ hiện lên ở trong đầu ghế trưởng quen, các Phật tử chúng ta cũng cố gắng gì. Bây giờ chúng ta trở lại, nếu trên quẩn là thọ, quẩn thọ hỷ thọ xã đó, và hành vấn mạng quyền hay là hành quẩn tính, ở trợ cho ý nhập là tâm quả hiện thế, ở trợ mà tám duyên là bảy duyên chung và thêm cái câu sanh quyền duyên. Bởi vì hỷ quyền, xã quyền, mạng quyền, tính quyền thì trợ ý nhập đó là thêm cái câu sinh quyền duyên nữa. Nếu danh ở đây tức là hành quẩn mà chi pháp là niệm cần trí thì nó trợ cho ý nhập là tâm quả hiệp thế bằng chính duyên là bảy duyên chung, thêm câu sanh quyền duyên và đồ đạo duyên nữa. Bởi vì niệm quyền chánh niệm, cần quyền chánh tinh tấn, tuệ quyền và chánh kiến, cho nên thêm cái đồ đạo duyên ngoài cái câu sanh quyền duyên và đồ đạo duyên nữa. Mắt á, bách chánh giác. Còn nếu danh ở đây đó là hành quẩn nhất hành Ekagata, trợ cho ý nhập là tâm quả hiệp thế thì trợ bằng mười duyên là bảy duyên chung, thêm cái câu sanh quyền duyên thì na duyên đồ đạo duyên. Danh là ba quẩn tâm sở, trợ cho ngũ nhập, nội nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập đó. Trong thời tế tục thì được sáu duyên là câu sinh duyên, câu sinh y duyên, diệt thuộc quả duyên, câu sinh bất tương duyên, câu sinh hiện hữu duyên, câu sinh bất ly duyên. Còn cái loài thất sanh sanh xê ra chát và cái loài quá sanh ô ba ba chát, khi mà tục sinh có đủ ngũ nhập. Còn loài noãn sanh an đất chát và thai sanh cha la bú chát, khi tục sinh chỉ có thân nhập tức là thân xứ. Danh là ba quẩn tâm sở, nó sẽ trợ cho ngũ nhập thô. Thời bình nhật được bốn duyên là hậu sanh duyên, hậu sanh bất tương duyên, hậu sanh hiện hữu, hậu sanh bất ly duyên. Đó là chúng ta nói về cái trường hợp mà danh trợ duyên cho lục nhập. Bây giờ sắc trợ duyên cho lục nhập, bởi vì danh sắc duyên lục nhập thì chúng ta tách ra danh trợ cho lục nhập, sắc trợ cho lục nhập. Hồi nãy đến giờ là chúng ta đang nói đến danh trợ duyên trợ cho lục nhập, bây giờ sắc trợ cho lục nhập. Sắc là sắc ý vật tế tục, trợ cho ý nhập tế tục
là tâm tái tục ở ngũ uẩn được sáu duyên: câu sanh duyên, hỗ tương duyên, câu sanh y duyên, câu sanh bất tương duyên, câu sanh hiện hữu duyên, câu sanh bất ly duyên. Rồi hợp thứ hai, sắc là ý vật, bình nhật trợ cho ý nhập, bình nhật được 10, là 18 tâm quả cõi ngũ uẩn. Ngoài ngũ sông thức thì được 5 duyên. Là vật tiền sanh duyên, vật tiền sanh y duyên, vật tiền sanh bất tương duyên, vật tiền sanh hiện hữu duyên, vật tiền sanh bất ly duyên. Khi mà chúng ta đọc cái thanh tịnh đạo thì chúng ta mới nghiệm ra rằng ngài Bố Thân Khô Xá lại rất thông tuệ về cái tạng vi diệu pháp. Quý vị biết là tam tạng ngài thông tuệ, bởi vậy ngài mới phát nguyện thành một vị tỳ kheo để nhất về trí tuệ trong thời Đức Phật Mết Tại Giá. Nói qua đây thưa quý vị, chúng tôi mỗi khi mà soạn đến chỗ này và giảng lược lại những gì mà ngài đã trình bày, chúng tôi rất là hoan hỷ. Bây giờ sắc là năm sắc thần kinh đó, trợ cho sắc ý nhập. Là ngũ sông thức thời bình nhật được sáu duyên, là vật tiền sanh duyên, vật tiền sanh ý duyên, vật tiền sanh tiền sanh quyền duyên, vật tiền sanh bất tương duyên, vật tiền sanh hiện hữu duyên, vật tiền sanh bất ly duyên. Còn sắc là bốn đại hiển, đất, nước, lửa, gió trợ cho ngũ nhập, tức là trợ cho nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập đó, là năm sắc thần kinh đồng bọn. Lấy cái chi tiết là bốn đại mà trợ cho năm sắc thần kinh đồng bọn bằng bốn duyên: khâu sanh duyên, khâu sanh y duyên, khâu sanh hiện hữu duyên, khâu sanh bất ly duyên. Còn sắc diệt mạng quyền mà trợ cho ngũ nhập nội, ngũ nhập là năm nhập đó. Lục nhập chúng ta đã nói ý nhập rồi thì bây giờ nói ngũ nhập thôi. Ngũ nhập nội là năm sắc thần kinh sanh đồng bọn. Thì sắc diệt mạng quyền nó trợ bằng ba duyên, tức là sắc mạng quyền duyên, quyền hữu hữu duyên, quyền bất ly duyên. Còn sắc diệt thực dưỡng, tức là ô chát, nó trợ cho ngũ nhập nội là năm sắc thực kinh đồng bọn bằng ba duyên: sắc vật thực duyên, vật thực hiện hữu duyên, vật thực bất ly duyên. Ở đó ngài Bố Thân Khô Xá ngài tách ra danh làm duyên cho lục nhập, sắc làm duyên cho lục nhập. Bây giờ ngài gom cái phần thứ ba đó là danh sắc làm duyên cho lục nhập. Danh sắc tức là ba quẩn tâm sở và sắc ý vật làm duyên cho ý nhập. Lấy ý nhập trước, ý nhập tức là tâm tâm tái tục đó. Làm duyên cho ý nhập thời tái tục của ngũ quẩn bằng sáu duyên là câu sinh duyên, hổ tương duyên, câu sanh y duyên, dị thục quả duyên, câu sanh hiện hữu duyên, câu sanh bất ly duyên. Như vậy chính do duyên danh sắc mà có lục nhập mắt tai mũi lưỡi thân ý. Mắt tai mũi lưỡi thân ý sẽ không có mặt nếu không có danh sắc tục sinh và danh sắc bình nhập. Cũng nên biết rằng đối với cõi vô sắc thì cái thời tục sinh chỉ có danh quẩn, thời bình nhật cũng chỉ có danh quẩn, nên bốn danh quẩn tương ưng hỗ trợ nhau, một quẩn trợ ba quẩn là thức trợ danh.
ba quẩn trợ một quẩn, tức là danh trợ với ý nhập. Thì thưa quý vị, đến đây thì cái mệnh đề mà danh sắc duy lục nhập đó, thì ngài trình bày bao nhiêu. Thú thật chúng tôi cũng nói rằng chúng tôi suy nghĩ rất nhiều vì cái quyển Thanh Tịnh Đạo mà chúng tôi nói rằng là giản lược. Nhưng mà khi nãy đến giờ quý vị thấy là chúng tôi cũng mênh mông lắm, chứ không có giản lược chút nào. Chúng tôi đã suy nghĩ rất nhiều là bây giờ nếu giản bỏ hết cái này đó, thì như vậy nó không còn giá trị của Thanh Tịnh Đạo nữa. Không còn giá trị của Thanh Tịnh Đạo do Ngài Phước Thích Cô Xá biên soạn. Cho nên chúng tôi chỉ gọt đẽo bỏ đi những cái gì mà nó dư thừa hay lượng thượng thôi. Còn cái cốt lõi bên trong thì chúng tôi vẫn chắc lọc, vẫn giữ lại. Cũng như khi mà chúng ta vô gạo để mà chúng ta nấu cơm đó, là chúng ta vô gạo để cho nó sạch ba cái bụi bặm hay là những con mọt ở trong gạo thôi. Chứ nếu mà chúng ta làm cho nó sạch quá đó, thì chúng ta bỏ hết cám uổng lắm thưa quý vị. Chúng ta bỏ hết cám, chúng ta nấu nồi cơm chúng ta không có bổ dưỡng được cái gì hết. Cho nên là chúng tôi làm cái công việc này cũng giống như là chúng tôi vô gạo nấu cơm vậy đó, không dám bỏ hết cái chất cám vì nó là cái chất bổ, nó là chất B1. Thì bây giờ chúng ta dừng lại ở đây. Tuần sau chúng ta sẽ học mệnh đề lục nhập duyên cho xúc. Do duyên xúc, do duyên lục nhập mà có xúc. Bây giờ thì xin kính Thượng Tọa Thạnh đọc kinh chúc phúc phước báo cho rừng. Sau đó chúng ta chuẩn bị để đi vào trong rừng lớp Phật Pháp của Thích Thâm Bát. Nam Mô Bụt Thầy nhé. Thủ sa thủ lành thai. Chúng con thành kính thanh lễ tri ân Ngài Tệ Siêu đã từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Ngài rất là cố công để cho chúng con được hiểu bài. Và chúng con một lần nữa thành kính đảnh lễ tri ân Ngài. Chuyện này tạo cho chúng con được gần đến giáo pháp của Đức Thế Tôn, để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Con thành kính tri ân Ngài. Và con cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh từ bi phúc đức cái đạo tràng. Con kính nhân bích tính sư. Vata sapa mangalang rakhantu sapa de vata sapa buddha na phave na sada sati bhavantu te vata sapa mangalang rakhantu sapa de vata sapa dhamma na phave na sada sati bhavantu te vata sapa mangalang rakhantu sapa de vata sapa sangha na phave na sada sati bhavantu te. Tất cả phương pháp hoàn coi đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chữ Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chữ Tăng Cao Sư thanh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho hoa của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thủ lành thai. Và đề quá ta san ti vi ha ra qua si ni thụ bề kha re bơ thi kha re ta hình
ta tham ma đa ne na pa quan tu bu chi ta sa thiền ca rận te ta vi ha ra man đa lê thể ra cha mắt cha na wa ca cha phật ca vô sa ra ni ca đa na bát tê u ma sa ca ya ma cha đề sa ni ga ma cha is sa ra sa ba na phụ ta su khi ta pa quan tu te cha đa bu cha ye vi cha an đa sam pa qua san se đa cha ta a tha vô ba ba ti ca nêu ya ni căn tham ma qua răng ba tịch cha tê sap bệ bi đưa kha sa ca rôn tu sang ca văn tha tu chi răng sa tăng tham mơ tham ma tha ra cha phục ga la sang go ho tu sa mắc go qua a tha ya cha hệ ta ya cha âm hệ ra kha tu sap tham mơ sap bệ bi tham cha đi nơ vượt thình sam ba bu nai ya ma tham ma đi dập ma quê tê chúng con thành kính dâng quả phước mà chúng con học hành tịnh đạo hôm nay đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp được trường tồn. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với tất cả chư thiên hoàng thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới xa bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa diêm vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa, chư tăng ni hiện diện trong rơm pháp cứu kinh, nhất là chung quanh chùa Vũ Đức, chùa Viên Giác, chùa Phân, chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong rơm pháp cứu kinh. Cầu mong quý ngài hỷ thọ nhận phần phước này, sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hậu độ chư trung đức pháp thể khinh năng, bồ đề tâm kiên cố đạo quả sớm duyên thành, và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng, chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài. Xin hãy hoan hỷ thọ dụng nằm niệm nhau cả thảy. Ý đăng nguyên nhân ni ba na sa bát ca yo hồ tu ý đăng nguyên nhân ni ba na sa bát ca yo hồ tu ý đăng nguyên nhân ni ba na sa bát ca yo hồ tu. Một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức, nhất là ngài Tệ Siêu, quý ngài đã quan lâm vào rung chứng minh cũng như giảng dạy thanh tịnh đạo cho chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính lãnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được đến với quý ngài, cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phàm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng thính pháp, hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc ngài Tệ Siêu thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành rơm Phật giáo Nam Truyền thành kính lãnh lễ cung thỉnh chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu ngày mai quan lâm vào rơm theo giờ thường lệ là 7 giờ, 17 giờ, 30 giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ rơm có nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu hãy từ bi hỷ xả cho con. Dạ, con xin phép được xuống mít để ban điều hành chúng con. Dạ, xin phép được khép cửa rung. Kính chào tạm biệt đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy. Dạ.